Em vừa nói gì? Em sắp có chồng mà. Hạnh, em trả lời đi, có phải những lời nói đó là sự thật không? Tại sao em không nói? Có phải không? Phải mà. Tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn. Cảm ơn cô đã nói lên sự thật. Thôi, khi người ta muốn đổi thay thì họ có muốn ngàn lý do để biện bạch. Thank you.
Ai tìm anh với em? Kìa, cô Hạnh, cô đến đây làm gì nữa? Giờ chúng ta không còn gì để nói cả. Tôi cũng không hẹp hò gì. Thôi được, em ra ngoài lấy xe đợi anh lát nhé. Cô Hạnh, cô muốn nói gì nói đi, vì tôi không còn nhiều thời gian đâu. Thì sao, cô bỏ tôi đi lấy chồng được thì tội tình gì tôi phải chờ phải đợi. Đọc làm gì, đọc để nghe cô kể lể hay là nghe cô biện bạch đây? Thôi cô ơi, hiểu để làm gì? Và tôi không còn đủ can đảm để đọc những lá thư kia. Lời nói ngọt ngào của kẻ vô tình xưa, đừng biện minh chi nữa, tôi không thì giờ nghe kể lể than vãn. Bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe gì nữa cả. Cô Hạnh, cô
sắp có chồng, còn tôi cũng đã tìm được người yêu mới. Mình gặp nhau thế này, tôi e là không tiện cho chúng ta lắm đâu. Đã bao lần tôi trở về nơi hẹn cũ là bấy nhiêu lần tôi chết lặng giữa trời khuya. Tôi tự nhủ với lòng là tình đã chia liền, thì tôi coi như bài học để không còn vấp ngã. Tôi cảm ơn cô đã cho tôi cuộc tình dối trá, cô hãy về đi vui hạnh phúc bên chồng. Tôi tin rằng một thời gian nữa tôi sẽ quên cô, cũng như tôi đã chôn vùi mối tình kia vào dĩ vãng. Rồi hạnh phúc lắm em cô cũng dần quên lãng những kỷ niệm ngọt ngào của thớ ngày xưa. Cô Hạnh, tôi đã nói với cô hết lời rồi. Cô về đi. Chào cô.